Tôi xin được kính chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2021. Dương lịch, tức là nếu Tết dương lịch thì còn 12 ngày nữa thôi là đến sang năm 2022. Bởi vì 12 ngày là bởi vì cái tháng 12 là có 31 ngày. Thế và nếu mà âm lịch thì hôm nay là ngày 16 tháng 11. Thế như vậy là còn 45 ngày nữa thì chúng ta sẽ đón cái Tết Nguyên Đán. Thế do vậy mà tôi có làm một cái video clip về cái cắt tỉa và chăm sóc cái cây nhất chi mai để mà chúng ta có một cái vụ hoa Tết thật là ý nghĩa và nó trúng vào Tết được. Đấy là cái hy vọng của chúng ta, của tôi. Thế còn là nếu như mà nó có trúng được Tết hay không, tức là nó ra hoa rộ vào dịp Tết hay không thì nó còn phụ thuộc rất nhiều các yếu tố khác. Thứ nhất là về cái thời tiết, đúng không? Nó lạnh thì nó sẽ nở muộn hơn xíu, mà nó ấm thì nó sẽ nở sớm hơn xíu. Thì với tôi ấy, thì tôi cũng không dám khẳng định là cây nào nó có vào Tết cả. Thì đây tôi có một số cây thì ở thành phố ấy, tôi thì ở thành tức là tôi ở Yên Vĩnh Phúc ấy. Thì là tôi có một số cây như này. Thế còn ở trên quê thì tôi có một vườn, nhưng mà đây thì có một ít để chơi lan can thôi. Và sở dĩ tôi về quay ở trong nhà này, ngoài đường nó ồn, cái tiếng nó toàn có lẫn nó tiếng còi xe phương tiện giao thông thôi. Thế do đó mà tôi phải mang vào nhà đây này. À, chỉ với cái cây, trước khi đi vào cái kỹ thuật ấy, thì tôi có thể giới thiệu để các bác biết thêm là cái với ví dụ như cái cây này nhé, cái cây này năm 2000 năm Tết vừa rồi đấy, tức là Tết Tân Sửu ấy thì 21 ấy, thì tôi có được chơi cái Tết tuyệt đẹp cái cây này này. Đấy. Và tôi cắt trước Tết là 45 ngày. Thế do đó mà năm nay tôi cũng lại cắt trước Tết 45 ngày. Thế còn giả như cái cây này thì tôi đã làm ngược lại này. Cái cây này thì năm ngoái là tôi chả cắt tí lá nữa cả, bởi vì ở quê á, thế tôi vẫn để trong cái chậu lồng ngổng ngoài này, quê tôi chả cắt tí lá nữa cả thì nó lại ra vào ngày rằm tháng giêng. Thế nhưng năm nay thì tôi mang xuống đây để tôi sửa sang. Thế thì chia sẻ với các bác vài lời trước khi mà chúng ta đi vào kỹ thuật. Thế còn về cái cắt tỉa nhất chi mai ấy, cộng với cái chăm sóc để mà chúng ta đón một cái lứa hoa được đẹp á, thì xin đầu tiên á, là trước khi chúng ta vặt lá nhé, thì chúng ta sẽ tưới nước cho nó, thì chúng ta sẽ tưới trước khoảng 2 ngày, tức là khoảng 48 giờ đấy. Và chúng ta xem này, cái mặt này chúng ta có thể sờ vào cái mặt của cái chậu này. Đấy, mà chúng ta thấy nó mát tay này, nó ướt, nó mát tay là đẹp nhất các bác nhé. Ướt nó mát tay là đẹp nhất để nó đảm bảo cái ẩm độ không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Thì sau đó chúng ta tiến hành vặt lá. Chúng ta không được vừa tưới xong thì vặt lá luôn các bác nhé. Và ngược lại là khi chúng ta vặt lá xong thì chúng ta cũng đừng có tưới các bác ạ. À, chúng ta có thể để là 24 giờ sau. Đây, hôm nay thì nắng choang choang các bạn, mới đợt này nó nắng ở bởi vì miền Bắc mình bây giờ là đang vào giai đoạn giữa của nắng à của rét hanh khô ấy, rét hanh khô tức là rét lạnh về đêm và ban ngày thì tương đối ấm. Thì chúng ta hình dung là buổi sáng ví dụ như khoảng 7 giờ sáng chúng ta dậy là chúng ta mặc áo khoác ấm trong cái chỗ mà không có nắng thì chúng ta cảm giác là bị lạnh. Thế nhưng nếu như mà chúng ta ngoài ra ngoài chỗ mà đón nắng ấy, thì chúng ta lại có thể bỏ được quần áo ấm ra. Đấy. Ta chỉ mặc quần áo sơ mi hoặc áo cộc tay đấy. Thì đấy là cái đặc điểm của cái thời tiết bây giờ và cũng là cái thời kỳ chúng ta nên vặt lá. Thì đấy là đầu tiên là về cái tưới nước. Đấy. Thế còn sau đó thì chúng ta có thể hai hôm nay rồi nhá. À, xin lỗi, hôm nay hai hôm nay tôi bắt đầu vặt lá này. Đây chúng ta có thể quan sát một cái cây mà thế nào là chúng ta có thể vặt lá được đây. Các bác coi nhá, đấy, cái đầu ngọn này nó bắt đầu nó khô đi rồi, đúng không? Nó khô đi rồi, đấy, nó gần như không còn cái sự phát triển ở cái đầu ngọn này nữa này, đúng không? Đấy, thì chúng ta phải vặt lá. Còn những cái lá này,
Chúng ta cảm giác cầm nó khô khô rồi. Đây, với cái lá này nó còn có chuyển màu này. Đó, nó chuyển màu đỏ này, tức là nó đã già lá rồi. Nhưng còn có những cây mà nó là cây nhỏ, cây tôi chơi vui đấy các bác. Như cây này. Đấy thì nó xanh mướt này. Khép tạm cái cửa nó cho nó dễ nhìn. Chúng ta coi này, nó xanh mướt như này. Đâu các cái lộc nó đang già nó xanh mướt như này. Đấy, thế rồi đây, các cái lộc nó già xanh mướt như này. Thế đây là cây giống nên là tôi vui thôi, tôi không có cắt tỉa làm gì cả. Đây, những cây này là để tôi làm sau này tôi bấm mà mẹ tôi nhân giống. Đấy, nó đang ra hoa. Đang hoa. Đã chưa nở hết. Đấy, thì những cây này thì lá như này thì không bao giờ chúng ta thử vặt được các bạn. Đây, những cây này tôi vặt rồi. Đấy là những cái quan sát để chúng ta có thể vặt được lá. À, khi chúng ta vặt những cái lá như này thì là cây nó sẽ có được những cái cành lá rất là chắc. Đây, tôi ví dụ là nó ra thành những cành chắc như này. Đấy, những cành chắc như này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy những cành là thân lá nó cực kỳ chắc khỏe. Đấy, thế thì đấy là chúng ta quan sát để mà lựa chọn cái cây mà nó già lá để chúng ta có thể cắt được vặt được lá. Thế còn kỹ thuật vặt lá thì tôi nói chung là tôi chọn cái ngày thứ bảy chủ nhật đấy, và những cái tôi là người chơi cây thôi chứ còn không phải kinh doanh đâu. Thế cho nên tôi cũng không tôi cũng vặt lá nó khá là cầu kỳ. Đây là cái kéo cắt lá và tôi sẽ thao tác cái kéo cắt lá thì tôi luôn luôn cắt lá chứ tôi không vặt đâu. Đây, tôi có thể soi cận cho các bác xem nhé. Cắt lá này đấy, cắt lại để lại cuống lá đúng không đấy. Đây, chung vậy. Tất nhiên là đây vì tôi một tay tôi cầm điện thoại, một tay tôi cắt cho nên hơi lâu, chứ nếu mà tôi mà không phải thao tác quay video ấy, thì tôi sẽ làm nhanh hơn. Đấy là tôi cắt như vậy, cắt này. Cắt. Đấy thì chúng ta cắt. Thế còn một số bác có thể vặt, ví dụ như chúng ta có thể vặt đúng không? Đấy, ta có thể vặt. Nên tôi thì tôi không thích vặt lắm, bởi vì vặt có thể những cái cây mà nó một số cây mà chúng ta vặt nó đau, nó có thể nó dính và đến cái việc nó rung cái bộ rễ hoặc nó có thể làm tổn thương cái mắt ngủ. Đấy, đây, vặt sai cái là bay mất một cái màng lá luôn. Thì tôi thường dùng kéo. Đấy, thì chính là ngày hôm qua trưa hôm qua và tối hôm qua tôi cắt rất nhiều. Đây các bạn xem đây, đấy là cái tác phẩm của tối hôm qua. Đó, tối hôm qua cắt xong tôi ném vào gốc cây để làm phân bón hữu cơ cho cây luôn. Thì đấy là những cái mà về cái kỹ thuật cắt đấy, thì chúng ta có thể thêm được cái kỹ thuật cắt nhé. Và khi chúng ta cắt xong á thì chúng ta lưu ý này này, ví dụ như là những cái mầm cắt này là đạt này. Bởi vì sao? Bởi vì nó cụt đến cuống lá. Thế và sau khoảng 5 đến 7 ngày các bác nhé, thì chúng ta chạm vào đây này, thậm chí chúng ta búng cái này, búng cái cành này các bác nhé, thì nó sẽ rụng, những cái cành này nó sẽ rụng xuống này. Đấy, nó sẽ rụng xuống, nó cứ rụng tự nó rụng xuống thôi. Thế còn những trường hợp này cắt là không đạt này, hoặc là vặt là không đạt này. Đây các này, đây trường hợp này này. Đấy, nó còn cái một diện tích lá này, nó vẫn còn nằm ở trên cái cành này, thì là cái lá này nó sẽ rất lâu rụng mà chúng ta bắt buộc phải thò tay để vặt. Thì chúng ta nên vặt cho nó triệt để vào. Đây, những cái này là không đạt này. Đấy, những cái này là không đạt này. Đây, không đạt này. Đấy. Thì tôi cũng để lại vài cái như vậy thôi, chứ còn đa số là tôi vặt cũng đạt hết rồi. Đây, những cái đạt nhất là những cái này trong cái ngọn này. Đấy, là chúng ta trụng này 5-7 ngày xong là tự dụng như vậy thì những cái mắt ngủ này đó, những cái mắt ngủ này. Đấy, nó có thể là mắt hoa và có thể là mắt lộc. Thế nhưng đa số với cây nhất chi mai là cái đợt đẩy đầu là nó sẽ lên là hoa. Đấy. Thế do đó mà đấy là cái kỹ thuật mà chúng ta cắt vặt lá nhất chi mài đấy. Thế và ở đây á, thì tôi cũng đề xuất thêm này, một số bác á, thì có hỏi là với những cây nhất chi mài nhỏ, tôi ví dụ như là cây này đi, đúng không? Ví dụ như là cây này đi, cây nhất chi mài nhỏ, ví dụ như cây này, đấy, nhất chi mài nhỏ là cây này,
cái này thì nó chỉ nhỏ gần bằng ngón tay tay tôi thôi. Những cây nó nhỏ này thì có những trường hợp là không chơi hoa đúng không? Mà lại là để mà nó lớn lên, tức là chúng ta cho nó sinh trưởng hết mức, thì nó liên quan đến cái thay chậu và nó liên quan đến cái việc chúng ta cắt tỉa. Thì nếu như mà cái với cây nhỏ thì chúng ta không có nhu cầu chơi hoa thì chúng ta cứ kệ cái lá đấy, đến bao giờ nó tự rụng thì thôi. Thì sau đó là chúng ta sẽ thấy là cái lá nó sẽ nuôi cái thân được một thời gian nữa. Đây chúng ta ép cho hoa nó nở vào Tết và đồng loạt thôi, cho nên là chúng ta mới gặt lá. Thế còn những cây nhỏ thì chúng ta không nên mà gặt lá làm gì cả. Nhưng chơi cây nhỏ có cái rất hay các bác nhé. Chơi cây nhỏ một là để bàn, cái này tôi chưa sang chậu để bàn rất hay. Thứ hai nữa là cứ chơi cây nhỏ này này là nó có thể ra hoa những cái thân gần gốc rồi, nó vẫn ra được hoa. Chỉ còn những cây già này thì đương nhiên không thể nào ra được gần gốc nữa, những cây già này không ra hoa. Những cây già nó đen ngòm cái này nó sẽ không bao giờ ra được gần gốc nữa. Đấy, thì đấy là cái cây về vặt lá nhất chi mai. Thế thì sang bước thứ hai là chúng ta tính đến cái chăm sóc đúng không? Chúng ta tính đến cái chăm sóc để làm sao cho cái cây nhất chi mai này nó được khỏe mạnh, đúng không? Thì khi khỏe mạnh nó sẽ được sai hoa, hoa sẽ to bền, đúng không? Thế và sau khi ra hoa thì cây càng khỏe hơn nữa. Đấy, vậy chúng ta có rất nhiều cái mục tiêu như thế. Thì để chăm sóc được thì chúng ta lưu ý như sau. Cái quan trọng nhất của cái chăm sóc này chính là ánh sáng. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là cái cây nó đã rụng lá rồi, cho nên là cái khả năng hút nước và thoát nước của nó thì nó đã là giảm thiểu nhất rồi, tức là tối thiểu rồi. Nên là khi với cái lượng ẩm mà chúng ta đang có này, đấy, thì chúng ta có thể để được rất là lâu mà chưa chắc đã phải tưới. Để chúng ta cứ sờ tay nó nhé, mát thì chúng ta vẫn không tưới, còn nếu thấy nó khô tay và nó hết độ ẩm thì chúng ta mới tưới nhẹ mà thôi. Thế thì nắng là quan trọng nhất các bạn. Đấy, nắng. Đây ví dụ như nhà tôi đây là nắng này, nắng này là nắng hướng đông. Ví dụ thế, đây tôi trồng lan can này các bạn. Đây. Cái không gian này là cái không gian mà để tôi trồng thôi. Đấy. Không gian này tôi trồng nắng rất nắng. Này. Thì tôi cho nó ăn nắng tối đa. Mùa này ăn nắng thì nó không có ảnh hưởng đến cái độ cháy hoặc là độ bẳng hoặc là cháy lá, cháy rễ, xin lỗi lá thì hết rồi, cháy cành, cháy rễ gì cả. Bởi vì cái thời tiết như bây giờ miền Bắc cao nhất, hôm qua tôi đo đi xe ô tô là có 22 độ. Thế như vậy khung 22 độ thì rất là khó có thể vượt lên được 23, 24, 25. Cho nên là điều kiện này cực kỳ lý tưởng. Tôi xin thưa các bác rằng nếu như nhá, thời tiết ngoài trời mà lên 26 độ, các bác vẫn ok cho cây ăn nắng thoải mái. Bởi vì cái ngoài, nhiệt độ 26, 28 độ chúng tôi trong khoa học cây trồng gọi là nhiệt độ phòng, phòng thí nghiệm các bạn. Cái nhiệt độ là lý tưởng đối với đa số các loại cây trồng. Và đối với nhất chi mai thì cái việc nhiệt độ nó 22, 23 độ thì nó siêu lý tưởng rồi. Cho nên chúng ta không phải ngại là đừng cho nắng các bạn. Mà khi nó hết lá đấy, chúng ta cho nó ăn nắng các bạn. Nếu như nó khô thì chúng ta tưới vậy thôi. Đấy, là về cái ánh nắng. Và cái lưu ý cái ánh nắng thêm như này các bạn này, khi mà vào khoảng độ bắt đầu từ tháng 10, tức là cách đây một tháng rưỡi nhá, thì bác cũng cho cây ẩn nắng vô tư. Có những bác để chỗ nó hơi bóng đấy, thì vì sợ nó bị cháy, bị bỏng hoặc nó khó chăm sóc vào mùa hè, thì đến mùng 1 tháng 10 âm lịch chúng ta có thể mang nó ra được ngoài trời các bác nhá, để cho nó ăn nắng trực tiếp. Lúc đó cây nó sẽ nó đèn lại các bạn, gốc đèn xỉ lại, đèn bóng chứ không phải đèn gì, đèn thì phải đèn bóng này các bạn ạ, đèn bóng này, soi cho rõ cái này là đèn bóng này, đèn bóng này, đây ngón tay giữa tôi này, đấy, đèn bóng này, đấy, đèn đạt, còn ở đây cây này thuộc diện đèn bóng, đây, không phải đèn bóng mà cho nó ăn nắng các bạn, tôi cho nó ăn nắng, cái này thì tôi bán cho một cái bạn ở Hà Nội rồi nhưng mà chẳng thể nào chuyển cho bạn ấy được. Đấy, đen bóng lại, toàn thân đen bóng thì nắng là nó phơi nắng nó sẽ đạt được cái đó. Và nắng thì giúp cho cây nó đanh lại,
cây nó màu đen nhưng mà nó lại không bị rêu mốc, mà nó không bị cảm giác như kiểu nó yếu cây. Mà cái cây nhất chi mai này thì là cây vẻ đẹp của nó chính là nó đen bóng này. Đó, nhìn nó sức sống nó mãnh liệt lắm. Đó, nhìn nó nếu như người mới nhìn thì cảm giác nó khô cứng chai lại, nhưng mà đối với lại những cái người mà chơi nhất chi mai mà am hiểu thì lại thích những cây đen bóng nhẵn thín như này. Đấy, đấy là về cái ánh sáng. Thế còn phân bón thì sao? Thực ra thì cái phân bón, cái quan trọng nhất là trước khi chúng ta bật lá các bác nhé. Đấy, thì chúng ta chăm sóc thì thôi cũng có thời gian, nhưng tôi chỉ có nói về cái sau cái bật lá thôi. Còn trước bật lá thì chúng ta chăm sóc bón cho nó tốt. Thế còn sau bật lá thì chúng ta bón cái gì nữa? Lúc đấy cây nó vào ngủ nghỉ rồi. Và tôi cũng giới thiệu một tí xíu thôi nhé. Thì tôi lại cũng dân chơi một ít lan. Thế do đó mà tôi cũng có cái thuốc này này, này cái phân bón này này. Gromo này, bao năm nay tôi vẫn cứ dùng cái Gromo này. Tôi không quảng cáo đâu các bác nhá, nó không có bán đâu, không quảng cáo đâu, không quảng cáo kéo, không quảng cáo trọng, không quảng cáo phân bón, cũng không quảng cáo nhất chi mai nốt. Bởi vì có mấy cây này tôi cũng chả bán đâu, cũng chả bán ra thị trường được. Ai muốn chơi vui thì có khi được biếu nhiều hơn là bán. Bởi vì trong lô này thì tôi chỉ mua duy nhất một cây này thôi này, tôi chỉ mua cây này. Thế còn lại những cây này là đều tôi nhân giống ra hết. Và trong số này thì tôi cũng bán một cây, cây trong cái chậu trắng này bán rồi, còn lại hai cây là đem biếu, còn tết không biết là biếu được không cây nữa. Đấy thì đây nó gọi là cái Gromo này, 630-30 thế e này. Đấy, 630-30 này chính là từ tháng 8 âm lịch ấy, là tôi bắt đầu tưới này các bạn này. Tôi tưới thì tôi pha cùng với cái thùng nước sơn ấy. Có mỗi một lần bình thường tôi cứ một tuần ấy, là tôi tức là trước khi vặt lá các nhà chăm sóc ấy, cuối thu ấy, trong cái mùa thu ấy, là tôi tưới cái này 630-30 nó có thêm lân này, nó phân hóa mầm hoa, có thêm kali để cho cây nó khỏe mạnh và cái đạm cũng này nó không cần nhiều nữa. Đấy, thì tôi dùng về mặt phân bón là như thế. Thế còn bây giờ thì tôi quên luôn phân bón thì các bạn, chỉ có khi nào mà nó nứt ra đây. Đấy, khi nào nó như này này, nó chuẩn bị một cái lứa lọc mới đây. Đây tôi giới thiệu qua cái này một tí. Một lứa lọc mới thì là tôi sẽ tưới cho nó để nó bật lên. Đấy thì đấy là cái về cái phân bón. Thế thôi, còn về mặt chăm sóc nó chả có cái gì đáng kể nữa cả, đúng không? Có gì đất này, đúng không? Thì là trong chậu rồi, nước này thì tưới nói rồi, ánh sáng này nói rồi, đúng không? Nhiệt độ thì ta có điều khiển được đâu, nhiệt độ thời tiết này thì nó rét không sao, bởi vì bây giờ mùa đông nó ngày càng ấm lên, cho nên là chúng ta không ngại về cái chết rét nó đâu. Mà cây này là đạp tuyết tầm mai này, nó không ngại về mùa đông đâu. Đấy, còn dinh dưỡng thì nói rồi. Thế ở đây tôi chia sẻ thêm một cây này. Cái cây này tại sao nó lại đang có điểm hoa? Nó có điểm hoa hay nó có hoa rồi. Và tại sao nó có những cái lọc ở trên thân? Hơi khó lên hết các bác thông cảm. Đây, nó có rất nhiều những cái đầu nụ nó đang tím hồng hớt ở đây. Đây nụ này, nụ này, nụ mấy cái nụ này. Đây, đây thì đấy là tôi mới chia sẻ đây cái đầu nụ đấy. Thì tại sao cái cây này nó lại như thế này? Bởi vì cái cây này á, là ngày 17 tháng 10 âm lịch, tức là cách đây hôm nay là 16 tháng 11 đúng không? Thì coi như cách đây là một tháng, 29-30 ngày đấy là tôi vặt lá trước thì. Bởi vì sở dĩ vậy, vì cái cây này là tôi nhìn thấy cái hồi đó lá nó rất cằn cỗi rồi tôi mới vặt thử. Thế như vậy là tôi vặt cái cây này này là trước Tết 45 ngày. Thế nhưng mà tôi vặt cái cây này trước Tết tận 75 ngày các bác. Để tôi thử nghiệm sau này nó có kết quả, khi nào nó hoa rộ tôi sẽ ghi lại để sau đó có chia sẻ thêm các bác về kinh nghiệm chúng ta làm nhất chi mai, đúng không? Đấy, xin thưa các bác là đấy là về cái chăm sóc này sau vặt lá này. Thế bây giờ còn một cái ý nữa, đó là cái việc sang chậu. Có rất nhiều bác
hỏi tôi là đã sang chậu được chưa, đúng không? Thì theo quan điểm tôi như này này, một cái cây này á, thì hiện nay nó đang ở cái cuối kỳ sinh trưởng, và một số cây như vặt lá này là nó bắt đầu vào cái thời kỳ ngủ nghỉ này, nhưng còn những cây mà chưa vặt lá thì nó cuối của chu kỳ sinh trưởng. Thế còn một cái cây mà lúc nãy tôi vừa soi đây này, là cây này là vui thôi các bác nhé, gọi là gì, là tự nhiên tôi cắt mà tôi cho nó ăn, ý là nó mùa đông đi nó ra lộc như mùa xuân. Thì cây đấy thôi, cái cây là cây giống ta không nói, đây là nói về cái cây chơi. Thì sang chậu á, mình bây giờ như cây này là khi chúng ta cái vặt lá là chúng ta bắt đầu cho nó vào cái chu kỳ ngủ nghỉ này. Còn trước vặt lá thì nó là cuối của chu kỳ sinh trưởng này. Vậy nó sẽ ngủ nghỉ các bác. Nó ngủ nghỉ thì chúng ta cái việc chúng ta sang chậu nó không có ý nghĩa gì cả. Nó không có ý nghĩa gì cả, mà thậm chí chúng ta có thể là đào cây lên đúng không? Cắt bớt rễ đúng không? Thì bác trồng mới sang chậu hoặc xuống đất là chúng ta vận chuyển đi xa ấy. Thì theo cái quan điểm của tôi, chúng ta không nên sang chậu vào thời kỳ này, mà cứ để cho nó ngủ nghỉ đi. Nó ngủ nghỉ đi, khi nào các cái mắt bắt đầu nó cựa các bạn đây. Nhưng cái lúc đó các bạn hình dung nó hết rồi. Đây nó cựa như thế này. Đây các bạn, các bạn nhìn thấy nhá. Đây cái đầu con tay út, tay trỏ tôi các bạn nhá. Đấy, nó có những cái cựa như thế. Xin lỗi các bác, khổ lên lắm các bạn, vì nó nhỏ quá mà. Đây, đây nhá các bác nhá, đây, đấy. Trời ơi, khó lên nhét quá luôn. Đấy, đấy, như các bác nhìn thấy đây, như cái tay trỏ tay chỉ nhá, đây. Đấy, nó có những cái cựa màu xanh xanh như này. Đấy, đây. Đấy, cựa màu xanh xanh như vậy. Thì bắt đầu chúng ta sẽ sang chậu cho nó. Đấy. Nhưng đối với tôi thì tôi cũng không hay quan sát đấy, mà thường là ngày 15 tháng chạp, tức là một tháng nữa, và người dùng như này, một tháng nữa là tôi sang chậu. Đấy là đối với lại những cái cây ví dụ như tôi đào từ đất lên hoặc tôi sang chậu như đây. Những cây này là chắc chắn tôi sẽ sang chậu để vừa chơi, để mà vừa cho nó khỏe cây này, đúng không? Những cây này phải sang chậu bởi vì nhựa chậu nhựa hỏng thôi, đúng không? Những cây này là phải sang chậu bởi vì là để chơi. Thế rồi những cái cây kia sang chậu để chăm cho nó. Thế hoặc là những cây này, những cái cây này đây, là những cây mà chậu bằng nhựa. Trước khi chúng ta trưng bày chúng ta chơi thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sang chậu, chứ lại để cái chậu nhựa thế thì nó mất giá trị với cây và cái trưng bày, nó cái nơi trưng bày chúng ta cảm giác nó không được tôn trọng. Thế sang chậu. Thế còn những trường hợp nào mà bây giờ chúng ta sang chậu luôn? Hai trường hợp thôi. Một là chúng ta đem bán, đương nhiên chúng ta phải đào cây lên khỏi đất nếu trong trường hợp trồng đất. Thế còn những trường hợp ví dụ như cây này không thể mang chậu được, ví dụ như tôi vừa bán không thể mang theo chậu được. Nhiều người người ta xa, là vì ship bưu điện hoặc ship xe, người ta ít khi người ta có thể để chậu được, nên là sang chậu hoặc là nhổ bỏ chậu đi. Thì là trong trường hợp thứ nhất là vận chuyển đi xa, thứ hai là chúng ta điều kiện bất khả kháng thì chúng ta mới sang chậu thôi. Tóm lại kết luận về sang chậu thì hiện nay chúng ta không nhất thiết là phải sang chậu ngay bây giờ đâu. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ với các bác về cái video clip này như thế. Ngoài ra đây thì còn một thứ này, chúng ta có thể tiện đây tôi cũng chia sẻ luôn này. Đây là cái gì? Cái thảm các bạn. Đây là cái thảm, thảm do cây rau má lan nhỏ đấy tạo thành một cái thảm tự nhiên như này này. Đấy các bác nhìn này, cái thảm này nó rất là đẹp, đúng không? Đấy, rất là đẹp. Nó vừa như này, có những bác á, là cái thảm này cũng đầu tiên cũng thảm như này, như bác treo nó chảy xuống dưới này, này. Nó râu ria tanh bành ở dưới tận đáy chậu rồi là nó treo luôn này. Thì đấy là trường hợp ấy, nó lại thành đống rác mất rồi. Cho nên chúng ta cố gắng là trong cái quá trình mà chúng ta trang trí cho cái thảm á, thì có những bác á, là thảm tự nhiên này là đẹp nhất rồi này, các bác này. Đấy, thảm tự nhiên này là đẹp nhất rồi. Thế còn nếu như trường hợp mà bác không có thì có bác thì làm cỏ nhân tạo, nhưng mà tuyệt đối không nên cỏ nhân tạo các bác. Mà nếu không có thảm tự nhiên này, chúng ta cái tốt nhất là cái đá dăm xanh các bác, hoặc là đá to xanh ấy. Hiện nay nó có một số cái đá tròn nhẵn ấy, được máy nó làm để trang trí ấy, thì màu xanh là đẹp nhất. Còn màu trắng thì nó hay đồng loạt mấy cái hoa trong tương lai nên nó không đẹp lắm đâu. Thế còn cái màu, có một cái nữa là chúng ta rắc cát.
cát mịn thì cũng được. Thì đấy là tôi có chia sẻ thêm về cái thảm của cái lựa chọn nhất trên mai. Thì có một số bác ở trên vùng cao thì có rêu, đắp rêu hoặc là rêu tự nhiên ở đây này. Thì cái đấy là cái phong cách chơi, tôi không ý kiến gì cả. Nhưng đối với tôi thì tôi chỉ thích là gốc, đúng không? Ăn nổi ra như này một tí này, đúng không? Ăn nổi như này một tí và đen bóng, đúng không? Nhãn thín, đúng không? Đen bóng, nhãn thín, càng đen càng bóng, càng nhãn thín càng tốt. Thế còn và cái thảm tự nhiên như này. Ở đây tôi có chia sẻ một số cái vấn đề về cái cây nhất chi mai. Thì đây cũng chỉ là cái kiến thức tôi mười mấy năm tôi chơi nhất chi mai thôi, chứ cũng chả có sách nào viết đâu các bạn. Có vài bài trên mạng internet này hoặc là những video group như chúng tôi chia sẻ này thì nó cũng chỉ mang tính chất kinh nghiệm mà thôi. Thì nó cũng sẽ không giải quyết hết được tất cả các vấn đề về cây nhất chi mai đâu. Do đó mà các bác cũng thông cảm cho. Để đến khoảng 15 tháng chạp, tức là một tháng nữa, thì tôi sẽ làm một cái video clip về cái lựa chọn cây nhất chi mai chơi Tết cho nó phù hợp với lại mỗi cái nguyện vọng của các bác. Vậy nhé, xin được chúc các bác là luôn luôn mạnh khỏe. Bác nào mà chăm nhất chi mai thì chăm được những cây rất là đẹp như ý và ra được cái hoa đúng dịp Tết. Xin được cảm ơn các bác.